Xin chào mọi người đang xem kênh Kiều Bóng Ngọc TV nha. Hôm nay gia đình Kiều Bóng Ngọc TV lại đưa mọi người đến với một món ăn rất là quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đó là món cá du hồng hấp nấm. Thì với những bước làm vô cùng đơn giản, gia vị rất là dễ tìm, đã mang đến cho gia đình mình một món ăn rất là ngon, rất là dinh dưỡng. Cách làm thì đơn giản và rất là nhanh ha. Bây giờ để thực hiện món cá du hồng hấp nấm này như thế nào, mời cả nhà cùng theo chân Tiểu Bóng Ngọc TV vào bếp nha. Xin mời mọi người nào. Để thực hiện món cá hấp ngày hôm nay của chúng ta thì ở đây mình sẽ chọn cá du hồng ha. Cá du hồng thì nó rất là nhiều thịt và cái phần xương thì nó rất là ít, xương nó chỉ có xương lớn thôi. Rất là phù hợp với các bé luôn, các bé ăn sẽ rất là dễ nè ha. Mà cá du hồng thì ở đâu cũng có bán nữa thì nguyên liệu rất là dễ tìm. Cá du hồng này mình chọn con 1kg ha. Ở đây mình có thêm nấm nè, hành tây, dứa, rau thì là hành lá. Gia vị của mình ở đây thì có đường nè, hành tím băm, dầu hào, bột nêm và tiêu, các loại rau ăn kèm ha. Thì bây giờ con cá của mình á đã sơ chế sạch sẽ rồi, mình đã rạch bụng và lấy hết cái phần nội tạng ra rồi, chà chanh sắc muối sạch sẽ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo hình cho con cá này để mình ướp gia vị nha. Bây giờ mình sẽ khứa cái phần con cá này ra để mình ướp gia vị cho nó thấm ha. Cái phần con cá này nè, mình rạch sâu nó xuống cái phần đuôi này một chút để lát nữa mình banh con cá là mình dựng đứng con cá lên nó sẽ đẹp hơn á. Chỗ này nó có cái phần xương, mình rạch cái phần xương này là được. Và bên này cũng thế. Để lát nữa mình banh con cá như thế này, mình rạch nó ra cho nó đứng xuống, nó tạo hình con cá nó sẽ đứng nha. Với một con cá 1kg như thế này thì mình sẽ ướp vào đây là một muỗng cà phê đường cát, một muỗng cà phê đó nha, một muỗng canh hành tím băm, một muỗng canh dầu hào. Và ở đây mình sẽ sử dụng một muỗng rưỡi canh bột nêm. Tiếp tục mình sẽ sử dụng thêm nửa muỗng canh tiêu xay. Giờ mình sẽ massage đều cho con cá ha. Mình sẽ massage con cá cho thật là kỹ cho gia vị nó đúng đều nha. Còn cái phần nguyên liệu vừa thì mình sẽ nhét hết vào trong cái bụng của con cá. Mình cũng massage đều trong bụng nó luôn. Hôm nay mình sẽ hấp con cá trên cái phần khuôn giấy bạc ha. Cái mục đích để mình hấp ở trên cái phần khuôn giấy bạc như thế này á, thứ nhất là mình giữ được hơi nóng cho con cá, thứ hai nữa là những cái phần nước mà nó ra trên con cá nó sẽ không mất đi đâu cả, nó vẫn ở đây nè ha. Thật ra cái khuôn giấy bạc này nó rất là tiện, mình chỉ cần mua cái phần giấy bạc về và mình chọn một cái khuôn mà vừa ý nhất của mình á, rồi mình tạo hình cho nó là được. Quý vị có coi cái phần bữa trước mà em làm cái video đậu bụng nướng giấy bạc á, thì mình cũng tạo khuôn nó y như vậy ha. Mình sẽ lồng cái phần giấy bạc vào đây và mình ấn nó xuống để mình tạo hình một cái khuôn giấy bạc như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ chế cái nguyên liệu mình lót dưới cái phần khuôn này để mình hấp cá.
ơn anh. Phần lau thì là mình cũng sẽ lấy cái phần gốc này ha, phần lá lát thì mình để lại để mình trang trí lấy phần thịt cá. Cái gốc rau thì là nó rất là thơm cho nên mọi người đừng có bỏ đi nha. Mình sẽ lấy cái phần gốc rau thì là như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lót một lớp hành tây xuống phía dưới. Lâu lâu trong gia đình mình cũng nên đổi món ha. Thì cái món cá hấp hôm nay mà gia đình Tiểu Bảo Ngọc làm á cũng là một món ăn rất là dinh dưỡng, rất là ngon luôn. Mọi người cứ thử làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Nó rất là dễ làm à. Sau khi mình đã lót cái phần nguyên liệu phía dưới rồi thì bây giờ mình sẽ đặt con cá lên ha. Mình sẽ băm cái bụng nó ra. Nhật đứng cái phần con cá này lên. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái phần nấm bào ngư này vào. Nấm bào ngư này thì mình nên vắt bớt nước đi, đừng hẳn bỏ vào nha. Bởi vì khi mình hấp lên nó ra rất là nhiều nước. Mình vắt hết nước của cái phần nấm này đi rồi mình bỏ vào đây. Sau khi mà mình để hết đều các nguyên liệu rồi thì mình sẽ bỏ lên đây lớp thì là nữa ha. Rồi lúc này mình sẽ bọc con cá lại. Khi mà mình hấp với cái bạc như thế này thì kể cả không có nồi hấp mình vẫn có thể hấp được ha, mình chỉ cần đặt vào trong một cái nồi mình hấp cắt lưỡi lên là được. Cái vì có cái phần giấy bạc này rồi mình không có sợ nước nó vào. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi, sau đó mình đặt con cá vào để mình hấp nha. Rồi bây giờ mình bỏ con cá vào trong cái nồi nước đã sôi rồi mình hấp nha. Mình đậy nắp lại và để đây trong vòng 25 phút. Khi chờ đợi cá chín thì mình sẽ đi chuẩn bị phần mắm nêm để mình chấm ăn. Hôm nay mình sẽ chấm cái món cá hấp với lại mắm nêm. Ở đây mình sẽ chọn một chai mắm nêm pha sẵn như mày này ha. Trong cái chai mắm nêm này thì có tất cả các gia vị chua cay mặn ngọt rồi. Bây giờ mình chỉ cần pha chế thêm một chút xíu gia vị vào để cho nó phù hợp với lại khẩu vị của gia đình mình nữa là được nha. Mắm nêm thì mọi người nên pha với lại khóm thì nó là sẽ rất là thơm mắm nha. Mình sẽ cắt nhỏ cái phần khóm này ra. Ở nhà có thể xay và nạo nha. Mà nãy mình đã lỡ gọt vỏ ra rồi á thì mình không có thể nạo được nữa cho nên mình sẽ bằm nhuyễn. Rồi sau khi mà mình bằm nó nhuyễn lên như thế này là được nha. Cái phần dưới mình đã bằm nhuyễn như thế này thì bây giờ mình sẽ đổ mắm vào mình pha nha. Pha theo tỷ lệ mắm vừa ăn theo khẩu vị gia đình mình ha. Mắm mình sẽ lắc đều lên. Ai không thích ăn mắm nêm thì mình cũng có thể pha bằng mắm bình thường nha.
Như vậy là cái hỗn hợp mắm của mình đã đạt tiêu chuẩn này nè, chua chua ngọt ngọt và cái vị nó rất là vừa ăn ha. Bây giờ cá của mình đã chín rồi thì bây giờ mình đưa cá ra nha. Sau 25 phút hấp cá thì cá mình chín rồi nè. Giờ mình sẽ tắt bếp đưa cá ra ngoài nha. Bây giờ mình sẽ dỡ con cá ra nha. Khó bốc nóng hổi luôn ha, thơm lắm luôn cả nhà nè. Và bây giờ mình sẽ dọn cá ra dĩa để thưởng thức thôi nha. Như vậy là cái phần cá diêu hồng hấp nóng của chúng ta hôm nay rất là thành công luôn ha. Cái món ăn này rất là ngon nè, bổ dưỡng nè, phù hợp với lại cả trẻ nhỏ nữa, bởi vì cái thịt cá diêu hồng nó rất là nạc. Món ăn này thì rất là quen thuộc trong gia đình Việt mình ha. Tại vì là mình nấu canh chua, mình kho, mình chiên thì bây giờ mình sẽ biến tấu nó thành món cá hấp ha, để thay đổi cái món ăn đa dạng phong phú trong gia đình mình nha. Giờ mình sẽ rải lên đây một chút hành phi nữa. Cả nhà thấy nó rất là thơm luôn nè. Mình hấp như thế này ra mình ăn liền á, con cá mình nó rất là nóng ha. Thịt cá thì rất là ngọt. Phần rau xanh và mắm nêm ăn kèm với bún cuốn bánh tráng ha. Món này rất là ngon luôn. Cả nhà thấy cái món cá diêu hồng hấp rất là hấp dẫn chưa? Do cái lúc mà mình tạo hình á, mình đưa con cá vào trong cái khuôn giấy bạc, mình dựng đứng con cá lên như thế nào thì bây giờ ra con cá vẫn y như vậy ha. Con cá không hề bị nát hay bị gãy gì hết. Một món cá hấp nấm mà ăn kèm với lại bún cuốn bánh tráng thì còn gì bằng cả nhà ha. Món này chấm mắm nêm thì cực kỳ bắt luôn nha. Với cách chế biến rất là đơn giản luôn và thời gian chế biến cũng rất là nhanh, đã có một món ăn rất là bổ dưỡng, rất là thơm ngon cho cả gia đình rồi. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Cả nhà muốn gia đình mình làm món gì nữa thì hãy comment ở phía dưới nha. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.